Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, phúc trình mới nhất của Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế, viết tắt là CJB, nói rằng tình hình tự do báo chí tại Việt Nam ngày càng thêm tồi tệ. Tổ chức này cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp nhiều hơn trước, không chỉ đối với những người viết báo tự do, các bloggers, mà còn siết chặt sự kiểm soát cả các ký giả làm việc cho truyền thông nhà nước. Các ký giả phục vụ cho truyền thông của nhà nước bị buộc phải viết báo theo chỉ định, đặc biệt là các đề tài chính trị nhạy cảm. Đối với ký giả ngoại quốc hành nghề tại Việt Nam, họ cũng bị công an theo dõi hàng ngày và bị cấm gặp những ai có thể nói những điều bất lợi cho nhà cầm quyền. Ủy ban Bảo vệ Ký giả cũng đã kích nhà cầm quyền Việt Nam đã sách nhiễu thân nhân nhà báo tự do Điếu Cày và Tạ Phong Tần khi họ đang ở trong tù. Một thống kê khác của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho hay, hiện đang có ít nhất 19 ký giả và người viết blog bị bỏ tù tại Việt Nam. Trong thống kê về chỉ số tự do báo chí được Phóng viên Không Biên Giới đưa ra hàng năm, thì Việt Nam nằm trong số các quốc gia đàn áp người cầm bút tồi tệ nhất thế giới, chung nhóm với Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Iran. Tiếp theo là tin chiếc xe chở đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh đã bị hư hại nhẹ sau khi trở thành mục tiêu tấn công của những người Trung Quốc biểu tình chống Nhật vào hôm thứ Ba vừa qua. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay đại sứ Gary Clark không bị hề hấn gì trong vụ tấn công và các nhà ngoại giao ở Bắc Kinh đã bày tỏ sự không hài lòng với Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng khoảng 50 người biểu tình bao vây chiếc xe chở đại sứ Clark khi ông vào tòa đại sứ và sau đó công an Trung Quốc đã giải tán đoàn biểu tình. Vụ chặn xe đại sứ Mỹ xảy ra trong lúc các giới chức ngoại giao Mỹ trên khắp thế giới được lệnh phải đề cao cảnh giác và tăng cường an ninh sau khi các vụ tấn công vào trụ sở ngoại giao Mỹ ở Libya, Yemen và Ai Cập. Giới chức tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải làm bất cứ điều gì có thể được để bảo vệ nhân viên và tài sản của Mỹ ở quốc gia này. Các nhà khảo cổ vừa khai quật di tích của một ngôi làng, trong đó có những ngôi mộ bằng đá vôi kiểu dáng chưa từng thấy ở Philippines. Ngôi làng này được cho là xưa đến 1.000 năm, nằm trên đỉnh núi Kamhantik, rậm rạp cây cối gần thị trấn Mulanlay thuộc tỉnh Quezon. Các nhà khoa học xác định tuổi của ngôi làng dựa theo phương pháp carbon, từ chiếc răng người tìm thấy ở một trong 15 ngôi mộ đá vôi đào được hồi năm ngoái. Việc khám phá này được cho là quan trọng vì đây là chỉ dấu cho thấy người Philippines thời ấy đã biết tống táng văn minh hơn người ta nghĩ trước đây và rằng họ đã dùng đến dụng cụ bằng kim loại. Ngoài các ngôi mộ cổ, thì các nhà khảo cổ còn tìm được hàng ngàn mảnh chum bằng đất, đồ vật kim loại và mảnh xương người, khỉ, heo rừng cùng các động vật khác trong ngôi mộ. Thưa quý vị, phi thuyền con thoi Endeavour được cõng trên lưng một chiếc Boeing 747 vừa rời khỏi phi trường Houston vào sáng sớm thứ Năm để bay sang Los Angeles. Chuyến bay này đi ngang qua thành phố Tucson của tiểu bang Arizona, theo lời yêu cầu của phi hành gia Mark Kelly, phi đoàn trưởng cuối cùng của nó. Ông cũng là chồng của nữ cựu dân biểu Gabrielle Gifford, người bị trọng thương ở đầu trong vụ thảm sát ở Tucson vào năm 2011. Sau khi lượn một vòng quanh thành phố Tucson, phi thuyền Endeavour sẽ tiếp tục bay đến trung tâm của NASA ở California, rồi sau đó đến phi trường Los Angeles vào ngày thứ Sáu tuần này. Đến giữa tháng 10 tới đây, thì phi thuyền Endeavour sẽ được kéo qua các đường phố và đến Viện Bảo tàng California Science Center là nơi nó sẽ nghỉ hưu vĩnh viễn. Phi thuyền Endeavour thay thế cho chiếc Challenger bị tai nạn và bắt đầu sứ mạng vào không gian kể từ năm 1992. Kể từ đó, thì Endeavour đã bay được 25 lần với tổng số 123 triệu dặm trong không gian và đã từng bay vòng quanh trái đất gần 4.700 lần. Một tù nhân ở California bị bắn và 12 người khác phải vào bệnh viện sau khi xảy ra cuộc bạo loạn bên trong nhà tù tiểu bang ở thành phố Folsom. Cuộc bạo loạn liên hệ tới khoảng 60 tù nhân xảy ra vào sáng ngày thứ Tư, khiến giám thị phải nổ 6 phát súng, làm bị thương một tù nhân. Tù nhân bị bắn đã được cứu chữa, nhưng một nữ phát ngôn viên của cơ quan cải huấn tiểu bang California không cho biết tình trạng của người này. Các nhà tù ở tiểu bang California trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ tuyệt thực, bạo loạn, thường xuyên vì số lượng tù nhân đông vượt quá mức cho phép tới 50%.
tối cao pháp viện Mỹ từng ra phán quyết buộc tiểu bang California phải giảm số tù nhân xuống còn 110.000 người vì hệ thống 33 nhà tù ở California quá đông đúc. Cuối cùng là tin tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập công ty Microsoft, một lần nữa đứng đầu danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ với tài sản là 66 tỷ đô la theo xếp hạng hàng năm của tạp chí Forbes. Nhà đầu tư Warren Buffett, đứng đầu công ty Berkshire Hathaway, cũng tiếp tục ở vị trí thứ nhì với tài sản là 46 tỷ đô la. Còn chủ nhân của Facebook có tài sản bị bốc hơi mạnh nhất, nay chỉ còn 9.4 tỷ đô la. Theo tạp chí Forbes, trong năm 2012, người giàu càng giàu thêm, với 241 người trong danh sách có tài sản tăng thêm, trong khi 66 người bị ít lại. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em vô cái trang mvepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mvepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mvepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.